nhớ lo tiền nói giống sẽ chạp là lần thì tôi cứ thi thiệt cường ca nhớ thơ lưu cơ chỉ bố còn chờ lời từ sàn đạo lý có ní cả ni yên dòng lưu xe chờ tiền nợ thì cứ tao cho mong rõ giữa thọ lưu có chi mua nụ lòng giữa thọ quay dòng ta nụ lòng gòn tại vì chúng tôi sẽ sửa đấy, nó nói cũng chỉ muốn là chỉ theo thôi chứ mà, nó nói bé lò và của riêng của tụi tung qua ple na, vừa nhả là tàu pe thắt kín chỉ pe là qua qua ple, nó giờ lúc rón năm mông này, lúc rón năm mông này bỏ nó, nhà tàu khai sẽ gì sẽ chăn đun đi nó không nó, chăn đun đi khai sẽ gì bỏ mông tay về đây, tem ple mà đa số thủ lúc chăn nào là cứ sọc cứ sông sọc cống sọc lồng ta là bỏ tem mẹ còn ple đa số thủ lúc này bỏ nó này, lúc rón năm mông này nhà tàu khai sẽ gì sẽ tao kéo bên trong nó lấy vào chơi chúng ta lên bọn nó ha, bây giờ cứ yên cái chơi nó, nhất là cứ giờ chỉ yên cái chơi trên trong tao lúc nào mới nó khai sẽ gì thế, mình chỉ cái tiếng cha thế, chỉ cái ti, cứ tao trong cái lấy nó bọn nó thế, ta xin nó thứ ta số nó là thứ ô hô lụt thiệt ta lên ba cho rõ cho món nó là sự gì, cố là những gì nó bị sai thế, cố cho bên mù sai và là khi để cho không tin bọn nó lấy cứ tôi rộp phơi phải lôi nhé bọn nó hết nó cứ tôi chống cảnh cầu thế nào nó ra lúc trẻ cũ lúc trẻ mỏ nó thì những cái tôi trẻ che bọn nó thì những cái mỏ nó trẻ mỏ trẻ cũ chống cảnh cầu đấy nhé bọn nó thế cho nên cứ tôi chống cảnh cầu tôi xin mà lấy nhau rồi sát tỏ trẻ rồi thì cái cụ nó thì cụ cho cái một sai và qua cái này cái một sai lấy khi tệ thế lấy đi chân đông đi sơ, chân đông đi khó xế gì sơ. Nó nè, nó yếu, nhuận nà. Nhuận nà nè, tí sơ tổng nó mà. Sơ sá, sá gọi cụ thay khi mà chỉ cả tí sơ. Tí sơ tổng nó mà. Ta ta mua ha thì bé mua nhá tao nó một sai ở lại ô lì tao nó thì mẹ khá là nó là cái mana của thầy đi đâu ta không bây giờ và ngó giờ tập tiếp lại này tao nó này ừ lại cái nên lồng gạo cứ to trong cái này mình nhổ lồng gạo, to nó mỏ nó ngay tại nó trong cái gạo đấy, tại nó bắt che chở không dễ, mình nhổ lồng gạo trong cái gạo đấy, lúc sau nó mình nhổ trong cái gạo đấy, được mấy khó lắm à? đó khó xét thì theo chân độ cụ thể, bảo thế nào khó xét gì thế, bảo chủ động có chấp nhận. Nè, tôi xin nói với anh là ở chế kia này,
จะเป็นเราใช้แล้วคิดแต่รุ่งก่อนนะจะก็เดี๋ยวก็ตีแล้วกูเราจบไปไปรู้เรื่องนี้ป่ะเนาะรู้ที่ว่าเนาะเดี๋ยวนะI'm sorry.
我说我带一箱多少货啊？可能呢，看到了白鹭雀，龙狗了，不讲整个天这些嘛，再讲龙狗、龙狗生来这些，是干不太的，就不给晓得了。种下了，如果吃不了的呢，米单炒卤肉那么的呢，不送叫龙狗了，这不晓得。没有龙狗，你要找我肉那么的。那肉白露，那包那那整的到后边呢，后边它没加白木塞，后边些东西呢。